Chào bạn, đợt trước thì mình có hứa là mình sẽ làm một cái video kể lại về cái cuộc đời sinh viên của mình ở trường ngoại giao. Có lẽ là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một video khác, nhưng mà nó vẫn sẽ liên quan đến cuộc sống sinh viên. Các bạn chuẩn bị học đại học và các bạn đã đi qua cái thời học đại học thì đâu là một trong những cái điều khiến mọi người đau đầu nhất khi chuẩn bị bước chân vào giảng đường? Đối với mình ý, thì đấy là chọn được một cái laptop làm sao cho nó ngon, bổ, rẻ, thơm. Vì cái hồi ngày xưa thì vẫn còn xin tiền bố mẹ mà không thể mua cái laptop nào nó quá đắt tiền được. Thế nên là ngày xưa mình đã quyết định mua cái Asus G15VW tầm khoảng 30 triệu. Nhưng mình vừa mới được bên Asus có gửi đến cho mình một cái laptop với mức giá khởi điểm chỉ từ khoảng 10 triệu thôi, với rất nhiều option khác nhau. Nhưng một trong những cái điểm mình thích nhất ấy, đấy là với mức giá rất phải chăng thôi, nhưng mà chúng ta đã có thể có được một chiếc laptop đáp ứng gần như là hoàn hảo những cái nhu cầu tác vụ cơ bản. Và điểm đỉnh nhất ấy, đấy là cái phiên bản nâng cầm trên tay. Nó có SSD 512GB các ông ạ. Cái laptop cuối cùng mà mình từng mua, SSD của nó có khoảng 256GB thôi, nhưng mức giá là nó gấp 3 lần laptop này các bạn. Rồi, vậy thì cái laptop này nó có gì hay ho thú vị thì chúng ta sẽ cùng trên tay rất là nhanh để xem là đây có phải một cái lựa chọn rất là tốt cho những bạn học sinh sinh viên hay không. Phải nói là lâu lắm rồi thì mình mới có cơ hội được cầm trên tay một chiếc laptop. Lâu lắm rồi ấy. Thì đây là một chiếc laptop đến từ Asus với tên gọi là Asus X409. Đây là một cái dòng sản phẩm rất là mới của Asus, hướng tới đối tượng người dùng là học sinh sinh viên cũng như những bạn là dân văn phòng công sở mà không có nhu cầu quá cao. Mình nhấn mạnh lại, nhu cầu không quá cao. Còn đối với những ai mà đang xem cái laptop này nghĩ là chắc là về để phim kiểu After Effects, Premiere Video 4K, xong chơi game nặng kiểu PUBG các thứ thì cái laptop này có lẽ sẽ không dành cho các bạn. Nhưng đối với những bạn nào mà có nhu cầu đơn giản cơ bản thì đây có lẽ sẽ là một sự lựa chọn khá thích hợp. Bởi vì sao? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn chữ và thiết kế. Thì đương nhiên là một laptop giá rẻ, do đó chúng ta sẽ có thiết kế hoàn toàn bằng nhựa đây. Mặt sau bằng nhựa này, mặt trước cũng sẽ bằng nhựa, nhưng mà bằng nhựa được kiểu giả kim loại sáng bóng như thế này. Ui, mặt yếu này. Đó, nhìn trông rất là đã. Nhưng một điểm khá là hay, mặc dù đây là một cái laptop giá rẻ thôi, nhưng mà bên trong thì cũng được gia cố thêm kim loại ở chỗ này và cái khung màn hình nữa, thì để giúp cho các bạn có được một cái laptop nó bền bỉ với thời gian hơn, tránh trường hợp là dùng có kiểu một vài tháng thì máy nó tã, nó nát kiểu. Ngoài ra sẽ có một số điểm thú vị khác khi mà chúng ta mở cái máy lên sẽ nhận ra luôn. Thứ nhất, đây là một cái máy tầm giá khá là rẻ nhưng mà có trang bị cảm biến vân tay. Các bạn có thể cảm thấy hơi lạ lẫm một chút về cái khái niệm cảm biến vân tay trên laptop, nhưng đây là một trong những cái mà mình cảm thấy nó rất là hay. Bởi vì sao? Vì mọi người cứ tưởng tượng cái sự tiện lợi của cảm biến vân tay ở trên smartphone nói chung ấy, thì đối với laptop nó cũng tương tự như vậy. Mình có thể lọ nhìn vào chỉ bằng một cú chạm, không thể nhận ra dấu vân tay của bạn, hãy thử sử dụng một ngón tay khác. Yep, mình đã nhầm ngón tay. Đó, mình có thể chỉ cần chạm như thế thôi là nó có thể truy cập được luôn vào bên trong cho mình rồi. Thì đây sẽ là một cái khá là hay. Tiếp theo sẽ là về phần bàn phím. Phím gõ khá là sướng tay đối với một cái thằng mà đã quen gõ những cái bàn phím iPad cái kiểu này giống mình ấy. Úi giời, tí rồi. Thì đây như đây này. Thì cái việc chuyển qua một cái bàn phím laptop thật sự như thế này nó sướng và nó đã hơn rất là nhiều. Nó không thể nó ngon và gõ tành tạch kiểu như thế này được, nhưng đối với một chiếc laptop văn phòng cơ bản thì như thế này đã là rất ok rồi. Ngoài ra cái layout phím thì nó cũng sẽ là cái layout đầy đủ, nhưng mà thiếu mất một cái dãy phím số ở phía bên như thế này. Nhưng đối với mình ý, thì với một cái chiếc laptop nhỏ gọn như thế này thì việc thiếu đi một cái bàn phím số bên này nó không phải là một cái điều gì đấy quá là to tát. Chúng ta có được một kích thước nhỏ gọn thì đấy cũng là một trong những cái rất là dễ hiểu thôi. Còn về cổng kết nối thì sao? Chúng ta sẽ có hai cổng USB 2.0, một jack tai nghe 3.5mm và một cái cổng microSD card cực kỳ đầy đủ. Cái điểm mình rất bất ngờ là thậm chí có cả một cổng USB Type-C nữa. Đó, thì đây là một trong những cái chuẩn rất là mới mà nếu như các bạn nào mà có sử dụng thiết bị liên quan, ví dụ như mình có một cái Switch này, mình có thêm một cái smartphone Android mới nữa cũng dùng cổng Type-C, thì đây sẽ là một trong những cái rất là hay mà Asus đã có chăm chú trang bị cho cả những cái thiết bị gọi là dòng dưới như thế này. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có thêm HDMI, chúng ta cũng sẽ có thêm một cổng USB 3.0 nữa, thì đầy đủ món ăn chơi cho các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên thì chúng ta thường xuyên cần phải trình chiếu này, thường xuyên cần phải cóp dữ liệu ra vào này, thì việc trang bị đầy đủ cổng kết nối như thế này nó rất là hay. Cùng một chữ A nhưng mà lại hai số phận, có một cái hãng A nào đấy mà những cái chiếc laptop giá cao gấp 3, thậm chí là gấp 4 cái laptop này nhưng mà chỉ có một cổng kết nối duy nhất thôi. Thì đây một lần nữa, đối với mình, những bạn nào là học sinh sinh viên thì những cái cổng kết nối này là rất cần thiết và Asus trang bị cũng ra đầy đủ. Rồi, một điểm cộng nữa. Ngoài ra thì mình có để ý một cái điểm nhỏ,
đấy chính là loa của cái laptop này thì sẽ được đặt ở cái kệ phía dưới đây, chỗ này này. Bình thường thì đối với những chiếc laptop ấy thì nhược điểm khá lớn đấy là loa, đặc biệt là những laptop giá rẻ thì nghe nó không được sướng cho lắm. Thì Asus đã có một cách rất là hay, đấy chính là cái việc mà để cái loa nó tròi ra như thế này thì kể cả khi mà chúng ta có đặt máy ở bàn thì âm thanh nó sẽ dội từ hai bên. Một số hãng khác thì mình thấy là dí luôn cái loa xuống cái phần phía dưới ấy. Thế là khi mà chúng ta đặt xuống thì phần nào loa nó sẽ bị che đi nhiều. Thì đối với chiếc laptop này, đây là một trong những cái thiết kế rất là hay. Tiếp đến là thông số bên trong thì chúng ta sẽ có những cái gì. Đầu tiên là về mặt màn hình thì có một cái điểm này rất là hay. Cách đây vào cái thời mình đi học ấy, việc tìm kiếm một cái laptop vào khoảng mười mấy triệu mà có một cái màn hình tốt nó gần như là không có, mó kim đáy biển luôn. Ngày xưa mười mấy triệu mà cầm đi mua laptop thì đa phần chỉ mua được những cái màn hình nó dừng lại kiểu HD thôi chứ không có Full HD luôn. Mà cái màn hình ngày xưa nhìn nó cũng khá là tệ, thậm chí là cái laptop ngày xưa còn không còn có Win bản quyền đi kèm, mà đi kèm Ubuntu kiểu để mà giảm giá thành ấy. Thì ở thời điểm hiện tại mình thấy laptop đang ngày một phổ thông và nó rẻ hơn và tốt hơn rất là nhiều rồi. Ví dụ như đây, cái laptop này cũng đã có sẵn nguyên bản quyền cho mọi người, không cần phải lo lắng. Cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ có một màn hình Full HD, và thậm chí là cái màn hình này được Asus có quảng cáo là một cái màn hình chống chói. Và đúng thật, chúng ta sẽ có một cái lớp chống chói nó phủ lên màn hình. Có nghĩa là khi mà các bạn đi ra ngoài đường làm việc, ví dụ như là có một số việc cần các bạn phải cầm laptop ra đường giữa 12 giờ trưa ngồi gõ văn bản chẳng hạn, thì các bạn sẽ không cần phải quá lo lắng về việc là ánh nắng chiếu vào không nhìn thấy gì. Nhưng bù lại về việc là có cái lớp chống chói thì góc nhìn cũng như là màu sắc nó cũng sẽ không được ok cho lắm. Nhưng một lần nữa, đây là một chiếc laptop giá khá là thơm rồi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều được. Những bạn nào mà mua máy về ngoài những cái tác vụ văn phòng ra, chúng ta có thể xem phim cũng rất là đã trên một cái màn hình 14 inch như thế này. Ui, mình nhìn quen cái màn hình 10.5 inch của cái iPad mình ấy, suốt ngày xem phim trên màn hình này, bây giờ nhìn qua cái 14 inch thế thôi, thế giới mới nó to ấy chứ. Còn về mặt cấu hình bên trong thì sao? Cái phiên bản X409 này nó có rất nhiều những cái option cấu hình khác nhau. Đấy, mặc dù là máy giá rẻ thôi nhưng cũng có nhiều option để cho mọi người thể lựa chọn. Và cái phiên bản mình đang có ở đây là một phiên bản có tận 512GB SSD. Ngoài ra song song với 512GB SSD, chúng ta cũng sẽ có con chip i5 thế hệ thứ 8, nhưng mà là i5 chip U, i5-8265U. Thì đây là một con chip tiết kiệm điện. Đương nhiên rồi, hướng tới đối tượng những người dùng là các bạn học sinh, sinh viên và dân văn phòng thì một con chip tiết kiệm điện sẽ là một con chip hoàn hảo nhất cho cái tầm giá như thế này. Và đi kèm với đó chúng ta sẽ có thêm 4GB RAM nữa. Hiệu năng thì sao? Đối với mình thì những cái tác vụ cơ bản nhẹ nhàng thì vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được ok, không gặp phải bất cứ vấn đề gì, lướt web này, thậm chí là xem YouTube 4K này, xem phim 4K, xem phim Full HD, tất tần tật đều chạy cực kỳ mượt mà trên cái máy này. Nhưng mà sẽ có một số những cái tác vụ khác các bạn có thể băn khoăn, ví dụ như là chơi game thì sao? Chơi game thì mình đã nói rồi, đây là một cấu hình không được hướng tới để các bạn chơi game, nhưng mọi người vẫn có thể chơi game được. Ví dụ như là LOL thì vẫn có thể chơi được nếu như mà mọi người hạ cấu hình xuống thấp. Còn đối với những tựa game mà đòi hỏi cao hơn một chút, ví dụ như là CSGO hay thậm chí là PUBG hay là một số những tựa game kiểu các bạn hãy chơi những Apex Legends và các thứ, thì đây không phải là một cái máy thích hợp để mà mọi người chơi game. Vì đương nhiên chơi thì nó sẽ giật, thế thôi. Các bạn nào mà thích chơi kiểu PowerPoint kiểu nhân vật hoàn toàn có thể thử chơi trên cái máy này. Nhưng một lần nữa thì đây là một cái thiết bị hướng tới đối tượng những bạn nào là học sinh, sinh viên cần một cái thiết bị đáp ứng được hoàn hảo những cái nhu cầu văn phòng cơ bản, lướt web này, check mail này, soạn thảo văn bản này, trình chiếu PowerPoint này, hay những cái liên quan như vậy, những cái nhu cầu rất cơ bản thôi. Thì đây sẽ là một cái thiết bị rất là hoàn hảo. Rồi, còn liên quan đến thời lượng pin thì trong suốt mấy ngày gần đây thì mình có sử dụng cái laptop này để thay thế cho cái iPad của mình. Như mọi người đều đã biết thì mình thường xuyên sử dụng iPad để thay thế cho laptop. Thì đối với những cái nhu cầu cơ bản như kiểu lướt web, nhiều tab, lướt web, mình lướt web kiểu một đống tab Chrome, xem video các kiểu liên tục, thì nó sẽ trụ được trong khoảng từ 3 cho đến 4 tiếng, phụ thuộc vào cái tác vụ mà các bạn đang làm, lướt web có nhiều hay không, có cần xử lý nhiều hay không. Thì đây là một cái dung lượng pin mình nghĩ là phù hợp để cho những cái tác vụ các bạn cần phải di chuyển, ví dụ là cầm lên lớp để thuyết trình này, hoặc là cầm ra quán cà phê để làm việc để có văn bản các kiểu, thì máy hoàn toàn có thể trụ được ok. Chưa kể là cái cục sạc đi kèm máy cũng rất là bé, bé cực kỳ thôi, hoàn toàn không chiếm quá nhiều diện tích trong cái ba lô đi làm của mọi người. Nhắc đến mấy cái cục sạc, mình mới nhớ lại mấy cục sạc cái máy gaming ngày xưa của mình ấy. Ủa, cục sạc nó 1 cân luôn ạ, nó to tổ bố như này, mỗi lần mà vác đi ra ngoài nó rất là mệt. Nhưng mà cái laptop này nó rất là nhẹ, kiểu trọng lượng cực kỳ nhẹ luôn, mình hoàn toàn có thể cầm một tay như này mà không thấy mỏi ấy. Nó rất là nhẹ, do đó thì cái việc mà đem đi đem về, mang qua vác lại nó cũng rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi. Đó, thì đây là một laptop có thể sử dụng một cái từ nó gọi là cơ bản. Mọi thứ rất là cơ bản từ bên trong ra bên ngoài, từ cấu hình, nhưng cũng có những cái điểm sáng riêng như là cấu hình có thể có được SSD 512GB, một trong những điều gần như là rất hiếm ở những cái laptop trong phân khúc cùng tầm giá.
chúng ta sẽ có màn hình Full HD, chúng ta sẽ có sẵn nguyên bản quyền, chúng ta sẽ có i5-8, chúng ta sẽ có một cái màn hình với viền khá là mỏng cũng như là có cảm biến vân tay bên trong luôn. Rồi, vậy thì mọi người cảm thấy sao với chiếc laptop này? Mọi người có hứng thú với nó hay không? Và có muốn mình tiếp tục làm thêm những cái chiếc laptop giá rẻ nhẹ nhàng cơ bản như này cho các bạn học sinh sinh viên hay không? Thì đừng quên comment ở phía bên dưới. Còn về cái câu chuyện học ở trường ngoại giao của mình thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một video khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Yes!